Hello mọi người, hôm nay mình ăn cái món bún cá rô nha mọi người, và cùng mình để xem thử cái món bún cá rô là có những gì trong đó nha mọi người ha. Đó, mình thấy một cái rổ rau ha, rổ rau cải non xanh non ha mọi người ha. Rồi cái tô canh bún cá rô đó mọi người, bún cá rô đó ha. Cá rô này thì họ luộc xong hoặc là tách phần xương với phần thịt, họ chiên hoặc ướp gia vị, họ chiên giòn lên ha. Đây là miếng chả cá ha. Để trong đó họ sát mấy cái cọng là thì là đó mọi người, cho nó thơm cái vị đặc trưng khi mà ăn với cá rô mọi người, thì cho cái vị thịt là vô thì nó có vị đặc trưng của mùi thì là với lại cá rô mọi người, bún thì là cá rô ha. Đó, khi mình trộn lên thì những cái vị bún là nó thấm đều với những cái rau á mọi người. Rồi thì bây giờ mình cho thêm một số cái gia vị khác vô nha mọi người ha. Đó, đây là mình sẽ bây giờ là mình sẽ cho một ít cái măng chua vô á. Này là mấy cái đây là cái hũ măng chua ha. Cái hũ măng chua kia thì mình cho mấy cái miếng măng chua vô ha, để mình trộn lên ăn vị chua chua ha, và thêm mấy cái miếng ớt cho bạn mọi người ha. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần mình vắt vào miếng chanh ha, vắt vào miếng chanh thêm cái vị chua chua ha, cho nó thêm cái vị ngon đó mọi người. Đó, vị chua chua ngon ngon ha. Còn đây là mình bây giờ là mình sẽ trộn lên, trộn cho nó thấm đều ha, nó thấm đều những cái phần ớt, phần chua cho nó ngon, nó ngọt nước đó mọi người. Đó, thì trong cái lúc mà nó đang nóng đó mọi người, thì mình sẽ bỏ cái phần rau cải non này vô này mọi người ha. Mình bỏ phần rau cải non này vô xong là mình nhúng cho nó chín ha. Mình nhúng cho nó chín cái phần rau cải non mọi người. Rau cải non thì nó dễ chín lắm, cái phần nước đang còn nóng mình bỏ vô là nó chín này. Cho nên là thường thường ta để ngoài cái nào ăn thì mình phải bỏ vô mình trộn đó mọi người. Đó, bây giờ mình bỏ vô ha, mình ấn xuống cho nó thấm nước đó mọi người. Sau đó là mình trộn ha, mình sẽ trộn đều nó chín cái phần rau đây ha. Đó, trộn đều sau đó là mình thức ha.